Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Đây, quay trở lại với thủ zombie này, hình như là chúng ta sẽ có được một cái khu vực nó rộng hơn đấy. Với thêm cả boss mới đấy mà. Ui, cầm AK này này. Anh em thấy chưa? Auto headshot luôn nhé. Cứ cầm bản auto headshot như này thì anh em thì phê chưa? Phê chưa các bạn ơi? Cầm AK này sấy phê chưa? Quá đã tay rồi nha anh em ơi. Đậu xay này. Ở đây chúng ta sẽ có là tăng sát thương hả? Tăng sát thương hả? Ok thôi. Ngoài ra còn có cả tăng tốc di chuyển này, mưa đạn này. Ok. Lựu đạn hả? Ném thử quả lựu qua coi. Qua đây con nào anh em ơi. Như vậy là xong cái vòng 1 rồi. Chúng ta sẽ tiếp đến vòng 2 nhá. Là đạn cái đã. Người đâu? À đâu, phải gọi là yêu quái đâu chứ anh em. Mấy con boss này, mấy con zombie này, đậu xanh này. Ui, vào trong thôi anh em ơi. Ok. Ơ mình không chạy được vào này. Rồi ok. Đậu xanh này. Khu vực của thủ zombie đã được mở rộng thêm rồi nhé anh em ơi. Ngon lành luôn đấy chứ. Ngon lành luôn đấy chứ, ngại gì. Ui, qua luôn, sơi nó. Sơi nó, zombie mới hả? Đậu xanh này, mấy con zombie này. Làm sao? Mấy con zombie mới này. Xuất hiện zombie mới luôn nha anh em ơi. Hẳn là zombie mới luôn này. Anh sẽ các chú lên mảng đến số cả luôn nhá. Làm sao? Đây nữa hả? Ui, mấy con zombie này là bay qua từ tường à? Xuyên tường à? Xuyên tường thì kinh rồi anh em ơi. À đủ. Hẳn là xuyên tường thì anh cũng sợ các chú rồi nhé. Ok. Đây chưa con nào anh em. Ui, đông zombie quá ta. Đông zombie quá ta nè. Đậu xanh này, làm sao. Ui, mấy con zombie này đòi vô vinh. À quên, chúng nó đòi vô mình anh em ạ. À đủ. Vô anh hả mấy đứa. Đậu xanh này, mấy con zombie này. Láo hả mấy đứa. Làm sao, ui ui. Đông zombie quá ta. Đông zombie quá ta này. Vẫn chưa xong cái vòng 2 này. Vòng 2 thì còn một con zombie nữa hả. Ồ, còn một con zombie nữa. Chắc là ở trong à. Chưa thấy con zombie cuối cùng đâu anh em ơi. Như vậy là các bạn có thể thấy được rằng là chế độ thủ zombie hiện tại thì đã mở full cái bản đồ ra cho anh em chơi rồi nhá. Làm sao con cuối đâu? Xong rồi hả? Ok, vòng 3 này. Vòng 3 thì sẽ mở rộng hơn nữa nha anh em. Uầy, phải trưởng thật, sát thương ghê vậy. Sát thương thế thì kinh hơn rồi anh em ơi. Đậu xanh này làm sao? Mấy con zombie này. Chạy nhanh, chạy nhanh. Uầy, bỏ thu các bạn ơi, chạy nhanh, chạy nhanh. Uầy, mình còn lại có 80 máu thế à. Đúng lại mấy con zombie này. Từ từ mình cuốn máu cái đã anh em ơi. Đang nghèo máu mà. Uầy, mấy con zombie ơi. Mấy bạn zombie ơi, đừng hại mình nhé. Vỡ đầu cho em, cuốn máu cái đã. Làm gì mà căng, để mình coi nào. Zombie trong nhà cả. Làm sao? Ui, làm sao? Muốn gì? Sấy tanh bành cho nó ra luôn anh em ạ. À đủ này. Làm sao? Từ mình lên mình sấy luôn này. Mấy con zombie này, láo lếu này. À đủ này. Đông quá ta anh em ơi, vòng 3 thì có 74 con zombie cơ. 74 con thì anh em thấy là số lượng đông chưa? Số lượng nó quá đông luôn các bạn ạ. Cuốn máu cái đã. Con zombie láo lếu này. Các bạn có thể là vừa bắn zombie các bạn vừa lượm bùa được nha.
À đủ, đâu ra mi vậy? Sao chơi? Đâu ra mi vậy sao chơi? Ủa ơi, ghê vậy. Đông vãi trưởng luôn anh em ơi, tôi thề với anh em luôn này. Ui, hết đạn rồi, chạy nhanh chạy nhanh. Chạy nhanh đi kiếm đạn này anh em. Ủa ơi, đừng các bạn đây, ui ui. Cho nó chơi tôi này. Vãi trưởng chơi anh em. Quá trời zombie luôn này. Chúng mày định chơi anh à? Anh lại sợ các chú quá cơ. Mấy con zombie vớ vẩn này, đậu xanh này. Xây cho nó luôn các bạn ơi. Làm sao? Ui. Chơi rìu với anh các kiểu á. Thằng cuối hả? Thằng zombie cuối cùng các bạn ơi. Có máu thôi. Ồ, đến với màn bắn boss rồi anh em ơi. Có boss mới này. Wow, vãi trưởng. Ui. Boss mới các bạn ơi. Ui ui. Ghê vậy. Boss này ghê vãi trưởng luôn, tôi thề với anh em luôn, nó tàng hình đủ kiểu này. Vãi trưởng thật. Ui. Như kiểu Superman vậy. What the hell. Ghê vậy. Ui, bạn đây đừng. Con boss này sợ vãi trưởng. Ui. Nó trưởng các kiểu luôn anh em ơi, tôi thề luôn. Ui. Bắn nó còn không trúng nữa cơ. Ghê vậy ai chơi. Ui. Ghê vậy ai chơi. Anh em thì kinh chưa. Anh em thì kinh chưa. Ui, con boss nó game như này ai chơi hả. Tôi kinh rồi. Kinh quá nhỉ các bạn ơi. Nó như kiểu là bóng ma vậy. Ui. Ui, bị mấy con boss con nó đánh cho cũng xanh mộ luôn này. Thằng này kinh rồi. Sợ luôn này chứ anh em. Ui. Đừng. À, hình như là mình vừa ăn được cái bùa bất tử à. Ồ. Vừa ăn được cái bùa vàng nha em ơi. Hèn chi thằng boss này nó cứ chơi mình. Sống lại. Láo léo này con boss này. Ôi sao mày cứ chơi ta vậy. Vãi trưởng, nó cứ đè mình nó chơi anh em ơi. Bắn con này khó quá cơ luôn. Bắn con boss này khó vậy. Ôi vãi. Ghê thật. Ghê thật này. Bắn vào đầu nó khó lắm anh em ạ. Toàn bắn một người thôi. Ui nó giống mình này. Thôi kệ, sấy chay thôi anh em ạ. Bật ống ngắm lên sấy để các bạn xanh mộ à. Cố gắng sấy chay thôi anh em ơi. Ui. Thôi bạn đây đừng bạn đây. Vãi trưởng, đổi lộn sang gậy. Phải tích cực ăn bùa anh em ạ, không là xanh mộ với con boss này. Bắn mệt thiệt anh em ơi. Khó nhai, con này khó nhai đấy. Ôi đừng anh ơi tha em. Ui nó trưởng luôn. Ui anh ơi tha em. Ui nó sút mình này. Anh ơi tha em anh ơi. Đừng có sút em nữa anh ơi, tha em. Ui đừng. Nó cứ chơi mình các bạn ơi. Thôi xong. Sống lại luôn. Mày làm sao mà tính chơi anh à? Mày cứ tìm anh mày hạ gục à? Thằng này. Ui. Nó có vòng lửa luôn này. Ồ. Cái vòng lửa để nhốt zombie thì phải anh em ơi. À không phải. Vòng lửa là cái vòng nó cuồng sát lên này. Ui. Kinh vậy. Chạy nhanh. Gắt thế. Nó có vòng lửa cuồng sát anh em ạ. À đủ, có vẻ căng hẳn là vòng lửa cuồng sát cả. Thế thì ghê rồi, làm sao. Vòng lửa cuồng sát hả em ơi. Làm sao. Ui. Đánh nhau ghê vậy. Ui nó sắp xúc mình này. Vỡ đầu cho em ơi, ui ui.
đi đến đâu lửa đỏ rực đến đó luôn anh em ạ. Ôi đừng thôi, sống lại luôn. Làm sao tính chơi anh à, cố hạ nó luôn các bạn ạ. Này phải lên bảng đếm số nha em ơi, lên bảng đếm số này vỡ đầu. Yes, vậy là team của mình đã được nhân giống rồi nha em ơi. Mình thì với điểm sát thương đó là 56,7 này, xếp thứ hạng đầu tiên trong team luôn, ngon lành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.